Hoa Viễn Như An. Hay trưa ngày 14 tháng 12, 2019 giá 20 ngàn đồng. Ủa bữa nay mười mấy rồi ta? Bữa nay 14. Ngang nhà ước ngược và thang hư cực tại xã Tân Thắng Đông, thành phố Sa Đéc đã hoàn thiện và đưa vào phục vụ khách tham quan. Điểm tham quan mang tên Sang Ngang Giá Đơn có diện tích hơn 1 hectare. Để biết bên trong khu du lịch cánh đồng hoa hồng Sa Đéc này có những gì và mình mời mọi người xem tiếp tập tiếp theo của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.